Quang ơi, chào bà con ha. Tại giờ quý cô chú chị ơi, khách là đông bà con của bác ha. Đến đây à. Trong trồng lon sóng gió qua mau đặng để nuôi mấy đứa nhỏ ăn học thành tài rồi. Nói chung là cảm xúc của bà con thì hầu như là ủng hộ và yêu thương bé Loan, cũng như là chia sẻ. Cả làng cả xóm mình ai cũng kiểu kiểu giang là họ Hồng Loan. Em vừa hôm qua ở từ đi từ Sóc Trăng lên đến Vĩnh Long ở chỗ nào cũng nhắc chuyện Hồng Loan không à. Cái đầu hoa của chị Hồng Ngọc tới nữa quý chú anh chị. Hai cái bình hoa chị Hồng Ngọc đưa tới nữa. Đó, hôm nay là phải nói là hoa của chị Hồng Ngọc thôi đúng không anh? Dạ đúng. Đúng rồi ha. Ủa, còn nữa hả? À, đây là hoa của chị Hồng Ngọc nha quý anh chị. À, hôm nay là 14 cái bánh kem luôn rồi đó em. 14 cái hả? 14 cái rồi đó. Đẹp quá. À, khi mà chị Hồng Loan với anh Vũ Lưng đồ với tất cả những nghệ sĩ dưới mà lên đây mà gặp bánh kem nhiều như vậy thì chắc là phải nói là khủng khiếp luôn á. Cái thứ 14 rồi đó. Phải nói là những cái gì mà chị Hồng Ngọc gửi tặng là phải nói là cái từ giá trị đến là rất là đẹp ha. Nè. Bên đây anh. Anh cầm đi. Ừ, cầm đi. Rồi tự anh đi gì đâu mà giữ ai quay? Dĩ heo. Chết rồi. Dĩ heo. Rồi nè chụp hình luôn. Rồi. 100% luôn rồi. Đó, hai người hai bên chứ. Rồi cho qua luôn. Qua bà con ơi. Hoa tới nữa bà con ơi. Rồi. Hai đứa ơi. Bên đây. Quá trời luôn rồi. Quá đẹp luôn ha. Vậy đi được rồi đó. Ở trên đây là đúng bài luôn đó. Ngon đó. Đúng bài luôn á, đây là ngon á. Ồ, quá đẹp ha. Đúng rồi, cái này có chim ngọc mà. Quá đẹp luôn ha. Hoành tráng luôn quý anh chị. Và cái bánh kem thứ 14, 14 nha quý anh chị. Cô chú Du Linh. Đó trời hoành tráng luôn. Rồi chụp ảnh đi. Để xe phía sau nè, Rồi. Hai vô nè. Mát là hạ cái dù xuống đẹp nhất. Cứ gắn không không anh. Dù quê sợ cái dù này mỗi là hạ xuống là lên khó lắm. Không phải như cái dù kia đâu. Ờ. Để như vậy là cho người ta không vô luôn, không đạp á. Để như là không đạp đó. Chứ lâu rồi. Chứ đó là tay đi vòng á. Hiện tại giờ là 5 6 7. Nó xúc động luôn ha. À, 14 cái à 8 gì? 14 cái rồi. Bữa nay không là 14 cái là bữa nay cho kèm kèm nhiều. Hả? Đúng rồi, mình không mới mình thỉnh xuống bớt ha. Giờ qua đây đi. Giờ qua đây đi anh. Giờ qua để đây cúng ở đây luôn để cho hoa nhìn nó đẹp đó. Đó. Đó đúng rồi. Đó, quá trời luôn. Không, bự để đó đi. Bự để đi cho nó đẹp. Đó, nhìn cái bàn trang nghiêm liền đúng không? Đúng rồi. Vậy đó, đúng rồi, ok. Vậy đó, vậy đó. Không có chen vô được, trời. Ôi. Có đựng con vô, tại cái bình nó có nước nha. Quá đẹp luôn ha. Những cái món đồ mà phải nói chị Hồng Ngọc tặng là cái giá trị đi theo với cái màu sắc rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Nhất là màu hồng, chị thích màu hồng hay sao á. Cái gì cũng có hồng trong hết trơn.
Đâu mà lo được cái ly trà đường hay vậy? Trà làm người nè. Đâu hay vậy? Đã chứ trời. Thôi được rồi, em không muốn. Chị đang trên đường lên chị. Tiệm hoa Bình Dương 409 Lê Hồng Phong. 409 Lê Hồng Phong thủ số 1. Cảm ơn em rất là nhiều. Quá tuyệt vời. Em mới toát hết cả mọi người. Đúng rồi. Chị Vũ Linh ha. Sụp sở luôn quý vị. Mọi chú giờ sặc sỡ hoa luôn quý chú chị. Cái bánh kem thứ 14 nha quý cô chú chị, 14 cái bánh kem luôn á. Chắc là chị Hồng Loan lên đây chị không thể nào mà ngờ được khán giả lại là đến và đem bánh kem đến là chúc mừng sinh nhật chú trong cái ngày hôm nay mà nhiều như thế ha quý cô chú chị. Ồ, có đục đá luôn vậy? Đọc chị đọc luôn hả? Hết rồi luôn rồi. Em còn làm màu nữa. Trời ơi, được giờ có miếng nước này mình không được nhiều nói. Đó, bà con bà bác thấy không? Vì hoa rồi bánh kem phải nói luôn kìa. Rất là nhiều luôn. Hồi sáng là ba anh em mình tranh thủ cúng sớm luôn á, giờ này là xong luôn đó quý chú chị, nghẹt luôn á. Đó. Vì mình với anh Áo Vàng với thằng Hải là phải tranh cũ cúng một bàn sớm nó mới có thời gian quay cho bà con cô bác xem á, chứ mới là rồi luôn không có thời gian cúng luôn á. Mấy lần trước là vì mình cúng buổi chiều quý anh chị, đợi cho khán giả cúng xong hết đó mình mới cúng. Hôm nay là hôm nay ba anh em là cúng đầu tiên nhất và sớm nhất quý anh chị, để là mình có cái thời gian để là mình quay cho bà con cô bác xem đó, cập nhật cho bà con. Chứ khi mà chị Hồng Loan lên buổi chiều á, mình đâu có thời gian đâu mình cập nhật cho bà con, rồi thời gian đâu mình cúng. Rất là hành tráng luôn. Nếu mà chị Hồng Loan mà lên đây một cái nhìn thấy cái bối cảnh như vậy thì rất là vui và mừng. Vì mình nghĩ rằng là chị phải là gơ lại luôn á. Trong cái ngày hôm nay mà vui mừng khi mà được khán giả bà con mà ủng hộ mình và ủng hộ một cái người nghệ sĩ tài hoa như là nghệ sĩ ưu tú Du Linh ha quý cô chú chị. Nhưng mình nghĩ rằng là chị sẽ rớt nước mắt, hôm trước 100 ngày là chị đã rớt nước mắt ở tại ngôi mộ này rất là nhiều luôn. Hôm nay là thấy khán giả vẫn còn yêu quý, suốt hơn 9 tháng qua thì bà con cô bác vẫn đến đây để là thăm viếng hàng ngày thì như mình nghĩ rằng cảm xúc của chị sẽ không nén lại được và có thể rơi nước mắt thôi quý cô chú anh chị. Bà con cô bác xem video nhớ nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh với mình ha. Nếu bà con cô bác thấy video có nghĩa thì hãy để lại những cái comment bình luận góp ý cho với mình ha. Bây giờ thì Di Minh xin chào bà con, hẹn bà con là một cái video tiếp theo ạ.